Duy thức, tam thập tụng, nội dung và ứng dụng. Giới thiệu tác phẩm. Duy thức, tam thập tụng. Sanskrit. Chimsika, Vijinaptima, Chattasiddhi, Karika là 30 bài tụng hiện bày ý nghĩa duy thức. Ý nghĩa duy thức là muốn nói nền tảng của vũ trụ vạn vật là thức. Thức cũng tức là thông tin, nên có thể nói vũ trụ vạn vật cũng là thông tin, là số. Đây là một tác phẩm của Thế Thân Vasubandhu 316 đến 396. Tổ thứ 21 của Thiền Tông Ấn Độ, sống vào thế kỷ thứ 4 Công Nguyên. Thế Thân không có chú giải tác phẩm này của mình. Sau khi ông tịch, có nhiều người chú giải. Trong số đó đáng chú ý là chú giải của An Huệ, Sthiramati, 510 đến 570. Hiện nay vẫn còn bản phản ngữ. Duy thức tam thập tụng đã được Đại sư Huyền Trang, 602 đến 664, phiên dịch và đưa vào trong bộ Thành Duy Thức Luận. Trước Huyền Trang, Chân Đế, Paramattha, 499 đến 569, cũng có dịch tác phẩm này ra Hán Văn. Năm 1922, Sin Van Levy tìm thấy bản tiếng Phạn tại Nepal. Chúng tôi sẽ liệt kê bản tiếng Phạn Sanskrit được Latin hóa cùng với bản dịch Hán Văn của Huyền Trang. Nội dung tác phẩm là luận vạn pháp là do thức biến hiện. Chia thức năng biến và sở biến thành 3 nhóm: dị thục, tức là thức thứ 8, tư lượng, tức là thức thứ 7, liễu biệt cảnh, tức là tiền ngũ thức và ý thức. Kế đó nói về nhị thủ, tức cặp phạm trù mâu thuẫn, nêu một đại biểu là cặp thiện ác, tức là tốt xấu. Tiếp theo giải thích hoạt động của thức dựa vào ba tính chất: biến kế sở chấp, tức vọng tưởng, y tha khởi, tức dựa vào vật khác, và viên thành thật, tức là tạo ra vật như thật. Đó là cách mà thế giới xuất hiện. Cuối cùng trình bày mật ý của Phật rằng tất cả các pháp đều không có tự tính, và đi đến kết luận rằng thức không phải chỉ là một thuộc tính của chúng sinh, mà thực tế là thực trụ duy thức. Nghĩa là thức chính là nền tảng của vũ trụ vạn vật, là chân như bất sinh bất diệt. Giác ngộ như thế sẽ đưa đến an lạc giải thoát, là đại mâu ni, tức là đại tịch nhiên, cảnh giới vô lậu không thể nghĩ bàn, đó là chân thiện không còn đối đãi. Tác phẩm này tuy ngắn nhưng trình bày cốt lõi của tư tưởng duy thức và rất có ảnh hưởng tới hậu thế. Bởi vì nó là một tác phẩm ngắn được nhiều người nghiên cứu và được nhiều tín đồ Phật giáo tụng đọc. Các bài tụng này có liên quan gì tới cuộc sống đời thường của chúng ta? Nó liên quan rất lớn, rất cơ bản, vì đó là một nhận thức nền tảng rất quan trọng, có thể giúp giải quyết tất cả mọi vấn đề của con người ngày nay, như là tranh giành tài nguyên, lãnh thổ biển đảo, tình trạng độc đoán, áp bức bất công, tham nhũng trong xã hội, bạo lực chiến tranh trên thế giới, tình trạng nghèo nàn cùng khổ, bệnh tật của con người, tâm lý bất an, tình trạng thất nghiệp tràn lan, cuộc sống gia đình bất hạnh, ly hôn. Tóm lại, nó có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề thiên tai nhân họa, bệnh tật, bất hạnh của con người. Sau đây là nội dung của 30 bài tụng và phần cuối sẽ nói công dụng và năng của nó. Nội dung của duy thức tam thập tụng. Do giả thuyết ngã pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bị ý thức sở biến, thử năng biến duy tam. Cái ta và các pháp có nguồn gốc là giả, có vô số hình tướng chuyển hóa. Cái này là sở biến của thức, cái kia là năng biến của thức, gồm ba thứ: vị dị thục, tư lượng, cập liễu biệt cảnh thức, sơ a lại gia thức, dị thục nhất thiết chủng. Là dị thục thức, tư lượng thức và liễu biệt cảnh thức. Thức đầu dị thục thức, tức là a lại gia thức, alaya, chứa tất cả hạt giống và quả báo. Dị thục vipaka, xưa dịch là quả báo. Nhân hay hạt giống sẽ biến thành quả, có thể là cách một hay nhiều đời, có thể nhân biến thành quả ngay trong đời hiện tại. Hình thức đa dạng. Tư lượng thức, tức là mặt na thức,
là thức phân biệt so sánh chấp ngã. Liễu biệt cảnh thức, tức là tiền ngũ thức và ý thức. Bất khả chi chấp thọ, sử liễu thường giữ xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, tương ứng duy xả thọ. Tiếp nhận mà không thể biết, a lại ra thường cùng với xúc, tức là chỉ tiền ngũ thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc thân thể. Và ý thức mạt na thức, tiếp nhận, tưởng tượng, suy nghĩ, gọi chung là biến hành tâm sở, tương ứng với giữ, buông, cảm nhận. Tóm lại, ba thức hoạt động tương tác với nhau tạo ra ngã, cái ta và pháp, thế giới mà chúng sinh không hay biết. Thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị, hằng chuyển như bạo lưu, a la hán vị xả. Alaya là trung tính, vô phú là chưa được gán ghép thuộc tính, vô ký là trung tính, nghĩa là nó không phải thiện cũng không phải ác, không phải tốt cũng không phải xấu, nó chưa phân hóa thành cặp phạm trù mâu thuẫn, không mang đặc trưng, không có thuộc tính gì hết. Xúc tức là tiền ngũ thức cũng vậy, nó luôn luôn biến chuyển mạnh mẽ như dòng nước cuộn chảy, tức quả vị A-la-hán mới buông bỏ được. Thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mạt na, mà nát, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lượng vi tính tướng. Cái năng biến thứ hai là mạt na thức, mà nát, nó dựa vào Alaya, lấy thông tin từ Alaya để làm nhân duyên, so sánh đối chiếu, tức là tư lượng, để phát sinh tính, tức là thuộc tính, và tướng, tức là hiển thị. Tóm lại, mà nát là thức phân biệt tạo ra chủ thể và đối tượng cùng mọi đặc tính của sự vật. Các đặc tính này được hiển thị trong không gian và thời gian. Tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tịnh ngã mạn ngã ái, cập dư xúc đẳng câu. Bốn phiền não luôn gắn liền với mà nát, còn gọi là tứ hoặc, bao gồm ngã si là sự mê muội vô minh của ta, ngã kiến là cái thấy, cái cảm nhận của ta, ngã mạn tức thói chấp ngã, coi mình là trên hết, ngã ái tức là cái thói quen tự ái, yêu thương quý trọng mình. Bốn phiền não đó gắn kết với tiền ngũ thức qua sự tổng hợp phân biệt của ý thức và sự vô minh chấp trước của mà nát, là nền tảng của mọi phiền não của chúng sanh, của con người từ xưa đến nay. Đó là nguồn gốc của sướng khổ. Hữu phú vô ký nhiếp, tùy sở sinh sở hệ, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Mạt na gán ghép thuộc tính, biến trung tính thành hữu tính, tức là phân biệt tốt xấu, ưa ghét, vân vân, tùy thuộc vào sự phát sinh và liên hệ của nó, đến quả vị a la hán diệt tận định, xuất thế, quá trình này mới không còn nữa. Thứ đệ tam năng biến, sai biệt hữu lục trùng, liễu cảnh vi tính tướng, thiện bất thiện câu phi. Cái năng biến thứ ba có sáu thứ khác nhau: thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm giác, tiếp xúc, thân thể và ý thức, nhận thức, phân biệt, thành tính. Cảm giác tiếp xúc tức là thân thể và ý thức, nhận thức, phân biệt thành tính và tướng. Thiện hay bất thiện, nói chung là mọi cặp phạm trù mâu thuẫn, kể cả trung tính, đều không đúng, tức là không có thực chất. Cần cho ví dụ để dễ hiểu, chúng ta lấy một ly nước tinh khiết, mắt thấy trong suốt, ngửi không mùi, nếm thấy ngọt, sờ thấy ướt, ý thức cảm nhận đó là nước, một chất rất cần thiết cho sự sống. Đó là tính và tướng của nước. Những tính đó dù thiện, tức là tốt, hay bất thiện, tức là xấu, hoặc trung tính, đều không có thực chất. Đó chỉ là vọng tưởng của bát thức. Nói theo khoa học, xét tới cùng thì nước chỉ là những hạt ảo, quark, proton, neutron, electron, hay những làn sóng phi vật chất, không có gì là thật cả. Thử tâm sở biến hành, biệt cảnh thiện phiền não, tùy phiền não bất định, giai tam thọ tương ứng. Cái tâm sở biến hành này, tức là biến hóa của tâm làm chủ thể, cùng với biệt cảnh thiện phiền não
và các pháp đối tượng đi theo đó có phải là phiền não hay không thì chưa định, mà do chủ thể cảm nhận và phân thành ba loại cảm thọ là thiện, bất thiện hay trung tính. Sơ biến hành xúc đẳng, thứ biệt cảnh vị dục, thắng giải niệm định huệ, sở duyên sự bất đồng. Thứ nhất là cơ quan chức năng của các giác quan, tức là căn. Kế đó là đối tượng ham muốn, gọi là dục, tức là trần. Giải thích một cách rốt ráo là niệm, định huệ. Các đối tượng có rất nhiều thứ khác nhau. Căn và trần tiếp xúc với nhau phát sinh ra thức, tức là niệm, tức nhất niệm vô minh. Trong đó tùy điều kiện hoàn cảnh khác nhau mà đối tượng được cho là tốt, xấu hoặc trung tính. Khi niệm dừng lại là định, định sinh huệ, tức là trí vô phân biệt hay trí bát nhã, cũng tức là giác ngộ. Thiện vị tín, tàm quý, vô tham đẳng tam căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Thiện là tin tưởng, biết hổ thẹn, không tham, là ba căn bản. Siêng năng sống an lành, không buông xả, thực hành xả chấp và không hại người vật khác. Phiền não vị tham sân si mạn nghi ác kiến, tùy phiền não vị phẫn hận phúc não tật san. Phiền não là tham, sân, tức là giận dữ, si mê, kiêu căng, nghi kỵ, thấy méo mó. Đi theo phiền não là cáu kỉnh, oán hận, lật lọng, buồn bực, ghen ghét, keo kiệt. Cuống xiểm giữ hại kiêu, vô tàm cập vô quý, trạo cử giữ hôn trầm, bất tín tịnh giải đãi. Phiền não là lừa dối nịnh hót và xâm hại kiêu căng, không biết xấu hổ, không biết e thẹn, cử động lung tung và hôn trầm, không tin tưởng và lười biếng. Phóng dật giữ thất niệm, tán loạn bất chính chi, bất định vị hối miên, tầm tứ nhị các nhị. Phiền não là buông xả và mất chánh niệm, hoang mang không biết đâu là đúng, không ổn định ngủ gật, tìm kiếm suy xét theo lối phân kỳ chi ly, càng lúc càng xa gốc. Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như đảo ba y thủy. Dựa theo căn bản thức, năm thức thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc thân thể, tùy duyên mà hiện ra, hoặc xuất hiện cùng lúc, hoặc xuất hiện riêng lẻ, giống như là sóng nhờ có nước mà xuất hiện. Ý thức thường hiện khởi, trừ sinh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thụy miên giữ muộn tuyệt. Ý thức luôn luôn hiện khởi, trừ trường hợp sinh vào cõi trời vô tưởng, hoặc nhập vô tưởng định, hay diệt tận định, hoặc ngủ sâu mà không mơ, hoặc là trạng thái chết giấc. Thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bị giai vô, cố nhất thiết duy thức. Đó là các thức chuyển biến thành chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Cả hai thực chất là không có thật, nên nói nhất thiết duy thức, tức tất cả chỉ là thức. Thức cũng tức là thông tin, là số. Do nhất thiết trùng thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bị bị phân biệt sinh. Do tất cả các loại thức cứ trùng trùng duyên khởi như thế mà biến hóa, ra sức khai triển nên sinh ra muôn vàn phân biệt. Cần chú ý là lực dùng để khai triển sự biến hóa là tâm lực. Khi hiển thị thành hình tướng vật chất thì thể hiện thành bốn lực cơ bản là lực tương tác mạnh, lực tương tác yếu, lực điện từ và lực hấp dẫn. Do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục ký tận, phục sinh dư dị thục. Do tập khí, tức là thói quen mê lầm của các nghiệp, và thói quen nhị thủ, tức là nhị thủ là tính hai mặt của pháp, còn gọi là cặp phạm trù mâu thuẫn. Quả báo trước đã hết thì quả báo còn lại tiếp tục sinh. Do bỉ bỉ biến kế trùng trùng vật, thử biến kế sở chấp, tự tính vô sở hữu. Do muôn vàn biến kế
là vọng tưởng. Parikalpita, tưởng tượng ra đủ thứ vật. Cái tưởng tượng mà lại chấp là thật này không có tự tính. Nghĩa là vật, thí dụ hạt photon hay electron không có thuộc tính gì cả. Các thuộc tính đều do người khảo sát đo đạc gán ghép cho nó. Thí nghiệm của Alain Aspect tại Paris năm 1982 về liên kết lượng tử đã chứng tỏ điều đó. Điều này khoa học gọi là phi hiện thực, tức không có thật. Thí nghiệm này chứng tỏ một sai lầm lớn của Einstein khi ông cho rằng hạt photon phải có sẵn những thuộc tính như vị trí, số spin, điện tích, khối lượng trước khi đo đạc. Nhưng mà khi kết quả khảo sát thực tế là nó không có, được chứng minh bằng toán học với bất đẳng thức của John Bell. Xin xem cuộc tranh luận giữa Niels Bohr và Einstein ở phần link mô tả của video này. Trong đoạn video này, John Closer là người ủng hộ lập trường của Einstein, cho rằng vật phải có sẵn những thuộc tính. Ông ta chế tạo chiếc máy có khả năng tạo ra các cặp photon liên kết để nghiên cứu nhằm xác định xem giữa Bohr và Einstein ai đúng. Và tại Paris, Alain Aspect dùng chiếc máy của Closer và dùng bất đẳng thức của Bell để kiểm chứng. Kết quả khiến cho Closer thất vọng vì nó chứng tỏ lập trường của Einstein sai. Y tha khởi tự, phân biệt duyên sở sinh, viên thành thực ư bỉ, thường viễn ly tiền tính. Tính chất dựa vào vật khác mà hiện hữu, sinh ra do điều kiện phân biệt khác nhau, trở thành vật thật đầy đủ ở đây, thường khác xa tính chất trước kia của nó. Cần cho một thí dụ để hiểu rõ ý nghĩa câu này. Nước H2O phải dựa vào vật khác là hai chất khí hydrogen và oxygen mới thành lập được. Tính chất của nước khác xa tính chất của khí. Điều kiện khác nhau thì sinh ra vật khác nhau. Ví dụ, nước nặng cũng là nước, nhưng có khác nước thường một chút vì trong hạt nhân của nguyên tử hydro có thêm một neutron, gọi là deuterium, nên thành nước nặng. Nếu nguyên tử hydro có thêm hai neutron, gọi là tritium, thì thành nước siêu nặng. Deuterium và tritium gọi là các đồng vị của hydrogen. Nước chỉ là một tiềm thể, nó chỉ hiện hữu khi có người, sinh vật hay là thiết bị nhận thức phân biệt nó. Nếu không thì nước chỉ là những hạt ảo quắc, proton, neutron và electron. Vì là ảo nên không có thật. Phật pháp gọi là tánh không, không có gì cả. Huệ Năng nói là vô nhất vật. Nước là một sở duyên, tiềm thể, phải dựa vào sự phân biệt của chủ thể là người quan sát mới hiện hữu. Tính chất phải dựa vào vật khác mới hiện hữu, gọi là y tha khởi tính. Cố thử giữ y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tính, phi bất kiến thử bỉ. Vậy cái này, tức là viên thành thật tính, với y tha khởi, không phải khác cũng không phải không khác. Giống như các tính chất vô thường, không phải không thấy đây khác kia, nhưng thực ra không khác. Tính chất vô thường tức là bất định. Viên thành thật là tính xác định của sự vật, còn y tha khởi là tính bất định của sự vật, tức là do phải tùy thuộc vào vật khác. Hai tính chất này có vẻ mâu thuẫn nhưng bổ sung cho nhau, không đồng nhất nhưng cũng không phải khác biệt. Để diễn tả lý này, Phật pháp gọi là vô sở trụ, còn cơ học lượng tử ngày nay gọi là bất định hoặc bất định xứ. Hạt photon, hạt electron hay nguyên tử đều là như vậy. Các hạt có thể là sóng, tức là phi vật chất bất định, cũng có thể là hạt vật chất xác định. Khoa học có thí nghiệm hai khe hở để chứng tỏ điều đó. Mà các vật thể lớn cũng vậy. Thực nghiệm của các nhà đặc dị công năng cũng đã chứng tỏ. Thí dụ, theo viên thành thật tính, khoảng cách Sài Gòn - Hà Nội bằng 1.146 km là xác định.
còn theo y tha khởi tính, khoảng cách đó là bất định, không có thật, nên một hạt photon có thể xuất hiện đồng thời ở cả hai nơi. Thực tế, mạng Internet ngày nay cũng chứng tỏ rõ ràng là hình ảnh và tiếng nói của chúng ta có thể xuất hiện đồng thời ở nhiều nơi trên thế giới khi ta nói chuyện đồng thời với vài người bạn trên Skype. Tức y thử tam tính, lập bỉ tam vô tính, cố Phật mật ý thuyết, nhất thiết pháp vô tính. Tức dựa vào ba tính chất này, tức là biến kế sở chấp, y tha khởi và viên thành thật, thì có thể nhận thức ba vô tính kia, tức là tướng, tự nhiên, ngã và pháp. Hay khái quát hóa là không gian vô tính, thời gian vô tính, số lượng vô tính. Đó là ba đại lượng cơ bản của vũ trụ vạn vật. Vì vậy mật ý của Phật nói rằng tất cả các pháp đều không có tự tính. Sơ tức tướng vô tính, thứ vô tự nhiên tính, hậu do viễn ly tiền, sở chấp ngã pháp tính. Đầu tiên các tướng, tức là hiện tượng, không có tự tính. Kế đó không có tự nhiên tính, nghĩa là vũ trụ vạn vật là do biến kế sở chấp, tức là vọng tưởng mà có, chứ không phải tự nhiên có sẵn. Sau nữa do vậy mà phải xa lìa sự cố chấp trước đây về ngã và pháp, vì ngã và pháp cũng là vô tính, không có thật. Thử chư pháp thắng nghĩa, diệt tức thị chân như, thường như kỳ tính cố, tức duy thức thực tính. Đó là thắng nghĩa, tức là nghĩa rốt ráo của các pháp, cũng tức là chân như, tức là đúng thực tế. Tính của nó luôn là như vậy, cũng là thực tính của duy thức. Thực tính của duy thức là gì? Chính thức là nền tảng của vũ trụ vạn vật, mà thức tức là thông tin. Nên có thể nói, vũ trụ vạn vật chỉ là thông tin, vũ trụ là số. Năm 2012, các khoa học gia Đức và Anh thuộc nhóm Gao 600 đã phát hiện ra tiếng ồn toàn ảnh. Đó là một dấu hiệu thực tế cho thấy vũ trụ là một toàn ảnh khổng lồ. Điều đó cũng chứng tỏ vũ trụ là số. Nãi chí vị khởi thức cầu trụ duy thức tính, ư nhị thủ tùy miên do vị năng phục diệt. Cho nên chưa khởi thức mà cầu trụ ở duy thức tính là ngủ mê ở nơi nhị thủ, tức là phân biệt nhị nguyên. Do đó chưa thể âm thầm mà diệt được mê. Thức không phải đợi khi chúng sinh khởi lên nhất niệm vô minh mới có duy thức tính, hay trong giấc ngủ chiêm bao, hoặc là mở mắt chiêm bao giữa ban ngày của con người mới có. Thức vốn là sẵn có, giống như là chân như Phật tính, nó vốn bất sinh bất diệt. Nói cho rõ hơn nữa, thức tức là Phật, là chánh biến trì. Hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tính, dĩ hữu sở đắc cố, phi thực trụ duy thức. Bây giờ chọn ra một số vật gọi là chúng có tính duy thức. Nếu cho là có như vậy, không phải là thực trụ duy thức. Chữ trụ có ý nghĩa là nền tảng. Thực trụ duy thức nghĩa là nền tảng thực sự của duy thức, là vũ trụ vạn vật là duy thức, không có tính thường hằng phổ quát, chứ không phải chỉ là một phần của vũ trụ thôi. Không phải chỉ chúng sinh mới có thức. Nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ duy thức, ly nhị thủ tướng cố. Bây giờ tại sở duyên, tức là điều kiện trùng trùng duyên khởi, trí đều không thể có. Lúc đó nền tảng duy thức là phải buông bỏ, xa lìa hình tướng nhị thủ. Hình tướng nhị thủ ý nói tính hai mặt nhị nguyên tương đối, tức là cặp phạm trù mâu thuẫn như năng sở, có không thiện ác. Tại sao trí không thể có? Bởi vì trí không thể tách rời khỏi ngu. Nền tảng duy thức là phải xa lìa nhị nguyên. Nhị nguyên là hình tướng biểu hiện, còn duy thức là bản chất, không thể chấp vào bất cứ hình tướng nào, dù đó là trí đi nữa. Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả thị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y. Vô đắc là điều không thể nghĩ bàn, đó là trí tuệ xuất thế gian.
buông bỏ cặp mâu thuẫn nhị nguyên thô nặng thì chứng được sự chuyển đổi nền tảng. Chuyển y ý nói, thay đổi chỗ dựa, thay đổi nền tảng, không dựa vào hình tướng nhị nguyên, mà giác ngộ nền tảng của vũ trụ vạn vật là thức. Cái ý này, khoa học ngày nay diễn tả bằng mệnh đề, vũ trụ là số. Thức là thông tin, mà thông tin chính là số, hoàn toàn có thể số hóa. Thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Đây là cảnh giới vô lậu, luôn luôn là thiện, không thể nghĩ bàn. An lạc giải thoát thân tâm là pháp có tên đại mâu ni. Đại mâu ni Mahamune hoặc là Mahamuni là chuyển âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là đại tịch thiên. Đại mâu ni nghĩa là hoàn toàn vắng lặng an tịnh, tức là cảnh giới giải thoát. Đó là tâm tịch nhiên. Cho dù thân có ở giữa chợ, tâm vẫn an tịnh. Đó là cái thiện vô lậu, tuyệt đối. Không còn chấp vào hình tướng tương đối nhị nguyên. Ứng dụng của tư tưởng duy thức. Đã đọc xong nội dung của 30 bài tụng hiện bày ý nghĩa duy thức. Bây giờ chúng ta xét xem nó có thể giúp ích gì cho con người hiện đại. Trong cuộc sống đời thường của mình, con người luôn luôn chấp ngã và chấp pháp, tức là cho rằng cái tôi của mình là có thật, thế giới là có thật. Vì chấp ngã nên con người luôn luôn bị bất an, vì sợ thua kém người, vì sợ bị người lấn át, sợ nghèo nàn, bệnh tật, sợ đủ thứ. Người có tài thì lấy tài năng để tranh đua, người bất tài ắt lấy âm mưu thủ đoạn đen tối để tranh đua, tìm cách lợi mình hại người. Mâu thuẫn giữa các cá nhân, mâu thuẫn giữa các tập thể, công ty, xí nghiệp, hiệp hội, đoàn thể, mâu thuẫn giữa các quốc gia, dân tộc là luôn luôn hiện hữu. Tất cả những mâu thuẫn đó tạo ra thế giới đầy bất an, bạo lực, tranh giành, chiến tranh mà chúng ta chứng kiến hàng ngày qua các phương tiện truyền thông. Còn đối với một cá nhân thì cũng có vô vàn những nỗi lo âu, sợ hãi, đau khổ như là nghèo đói, thất nghiệp, bệnh tật, thất tình, thiên tai, nhân họa, người thân chia lìa, oan gia gặp nhau, vân vân. Tất cả những nỗi khổ và bất an nêu trên đều dựa trên nhận thức sai lầm về thế giới. Nhận thức sai lầm đó khiến con người không thể làm chủ được số phận của mình. Tại sao tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó bất hạnh? Tại sao tôi sinh ra trong một đất nước nhược tiểu, nghèo khổ lạc hậu, chính quyền thì độc đoán, luôn bị các nước lớn chèn ép, tranh giành biển đảo? Tại sao tôi không xinh đẹp, thông minh, tài giỏi như những diễn viên, ca sĩ, doanh nhân, giàu có, thành công trong xã hội? Tại sao tôi mắc phải những chứng bệnh nan y khó trị? Tại sao thiên tai nhân họa không ngừng giáng xuống đầu của tôi? Trên thế giới này có bao nhiêu người từng than trời trách đất hoặc tự hỏi mình như vậy? Rõ ràng, tuyệt đại đa số con người không làm chủ được số phận của mình. Họ có biết đâu rằng cuộc sống và suy nghĩ cũng như là cảm nhận của họ là dựa trên căn bản mê lầm. Tác phẩm này vạch ra những chỗ mê lầm căn bản nhất của con người, kể cả những người thông minh tài giỏi nhất của nhân loại như anh Tanh cũng không tránh khỏi sai lầm. Hiểu sâu tác phẩm này, một cá nhân có thể rút ra cách giải thoát cho mình. Hiểu ngã và pháp chỉ là ảo tưởng, thì cuộc đời chỉ còn là một hí trường. Mỗi người sẽ diễn vai trò của mình, thành công hay thất bại không còn quá quan trọng nữa. Con người vẫn sống như bình thường từ trước tới nay, chỉ có tâm lý, tâm thái thì có thay đổi, không còn quá cố chấp nữa. Tự mình giải thoát mọi khổ ách, ban đầu là tương đối, nghĩa là tâm lý phải siêu việt hoàn cảnh. Dù có bị đối xử bất công, bệnh tật, tai nạn, gặp hoàn cảnh bất hạnh cũng không quá đau buồn. Tâm thức chuyển thì sớm muộn hoàn cảnh sẽ dần dần chuyển biến theo. Ý thức cá nhân sẽ hợp nhất với trời, thân và tâm sẽ được an lạc thật sự. Khi cần tiền sẽ có tiền, hoàn cảnh thực tế xung quanh mình sẽ trở nên tốt đẹp một cách kỳ diệu như có trời giúp. Các chính quyền và các khoa học hiểu sâu tác phẩm này sẽ hướng hoạt động theo những giá trị phổ quát, vượt khỏi chủ nghĩa ái quốc, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa bá quyền nước lớn, phục vụ tốt hơn cho nhân loại,
và cả những loài vật khác. Các quan chức sẽ giảm bớt tham nhũng, không còn quá chăm lo việc vinh thân phì gia. Xã hội sẽ tốt hơn. Khoa học dần dần sẽ khai thác được những nguồn năng lượng vô tận như ánh sáng, gió, nước biển. Đó là những nguồn năng lượng sạch. Dựa trên ý tưởng vũ trụ là số, một ngày kia các nhà khoa học sẽ biết cách vận dụng các bit thông tin vũ trụ để tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần một cách vô hạn, phục vụ đáp ứng được tất cả mọi nhu cầu của tất cả mọi người. Con người không cần phải tranh giành chém giết nhau nữa, vì mọi nhu cầu sẽ được đáp ứng một cách đầy đủ. Vài dấu hiệu hiện có cũng khiến cho chúng ta lạc quan tin tưởng. Chẳng hạn phương tiện để vào mạng Internet hiện nay. Một số nơi đã cung cấp miễn phí. Facebook đang lập kế hoạch cho máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời để phát sóng cho những vùng sâu vùng xa hẻo lánh trên thế giới cũng có phương tiện miễn phí để vào mạng Internet. Vấn đề của thế giới hiện nay không phải là thiếu khả năng đáp ứng nhu cầu cho cả nhân loại, mà là nhận thức sai lầm về thế giới khiến lãng phí rất nhiều tài nguyên và những cuộc chiến tranh vô bổ, phí phạm nhân lực và tài lực và những cuộc tranh giành liên miên giữa các cá nhân, giữa các dân tộc, giữa các quốc gia. Nếu những nguồn tài nguyên đó được phân phối hợp lý, nhân loại không đến nỗi thiếu. Mọi người hãy tin tưởng ở tương lai, những sự thật sâu kín của vũ trụ sẽ được phát hiện và ứng dụng đem lại an lạc cho xã hội nhân loại. Nhưng trước hết, từng cá nhân phải nỗ lực học tập những triết lý sâu xa để tự giải thoát cho chính mình. Những người quản lý chính quyền càng phải nắm được những triết lý sâu xa đó để hướng dẫn quần chúng tới sự an lạc, hạnh phúc đích thực. Truyền bình.